Chí Dung, coi ổng mang cái đôi giới của chị gửi cho em nè. Anh. Yeah. Where you get this in? In our house. Our house, không kìa. You know, two of them is not the same level. I see this one passing, I catch him. Okay. Another day, I see this one passing, I catch him. Something say inside. Even I see one long one passing, I catch him, but okay. I never see the second long one. Okay. I still wait for him to catch him too. So okay. I will catch him. Okay, me will catch you. If I catch you now, you better go and remove it. This is somebody sent for me. I keep it nowhere. Yeah, why nowhere now? So that something important go, something important I wear, and I'll not be like this web at home. My basa, I'm going to use this one because something important, leave like wear sandals. Don't worry, I'll wash it for you. Don't worry, I will tell your mother. You know, you have to mother. Rồi, tới công chuyện rồi đó, má Nhật Thu hồi trưa này mới nói là để má dạy đó, giờ dạy ổng đi má ơi, bây giờ ổng cái gì ổng cũng lấy của con hết trơn luôn. Chỉ có mấy cái váy là ổng không mặc được, ổng không lấy thôi, nhưng mà mấy cái đầm dài dài là ổng cũng dứt luôn. Tao nói cái tính của em thì kiểu như là keep bo tiết kiệm, mấy cái đồ mà ngon á là em để dành khi nào có dịp cực kỳ quan trọng em mới lôi ra mặc một hai lần thôi. Thành ra là có mấy cái áo mà từ lúc em gặp ổng cho tới bây giờ luôn 5-7 năm rồi đó mà vẫn còn y xì luôn. Còn ổng thì không có đâu. Cái gì mà ổng thấy mới mới lạ lạ độc độc là ổng mang vô, mặc kệ là màu sắc cây là gì đó. Đó, giờ hai cái đôi dớ chị Nhung gửi mà kiểu như hắn không biết là sao, hắn lộ một cái bên trong cái bên ngoài, thành ra là ổng nó là hai cái khác nhau. Chào cả nhà. Bây giờ lại coi mấy ông tướng này làm như thế nào. Mấy ổng đang dự kiến là làm nguyên cái rẫy thiệt là bự. Từ ở đây. Rẫy từ chỗ này. Chạy dài tới chỗ này, nguyên cái lùm này luôn. Đây là cái miếng đất ông cà ông mua cũng lâu lắm rồi. Nằm sát mặt đường, hồi trước là nó không có nằm gần mặt đường đâu. Bây giờ nó mới lòi được ra mặt đường nè. Là ông chủ tịch tỉnh ông nói biết bao nhiêu mà ông vào không bán á. Kể cả lúc này nhiễm khó khăn nhất ông cũng không bán. Hả? Hả? Ai biết? Ai gái Alpha nè. Thôi thôi, mang cái bao tay của cô Thu Nhật luôn. Cô bảo im. Hai ba nào ra. Đeo tai nghe, không nghe. Hello, xin chào. What's up, new guys? How are you guys doing, man? Quê chà lưu. Which trouser did... No, this is not your trouser. How do you cut my trouser? I gonna kill you. Ôi. Not your trouser. Chứ Nhung, giờ ổng tàn phá đôi giới của em, hồi sáng là đeo hai chiếc, giờ còn có một chiếc thôi. Em cũng sợ ổng luôn. Cái này mà có cái ủng mang cho chắc hen. Mà ổng làm cả đêm cả ngày luôn. Má nguyên cái khu đất này đây. Đây là cái khu đất của dành những hồi trước nó không có giáp đường. Nhưng mà sau cái người ta làm cái con đường này nè. Đó. Làm con đường ngang trước đây xong rồi làm đường chạy dọc đằng kia luôn. Thành ra miếng đất này bây giờ là hai mặt tiền. Đối diện bên kia là nhà của bác chủ tịch tỉnh. Nhà bác chủ tịch tỉnh. Nhà này là của cậu của ông Nonso. And this one very manure, very black. Yeah, too much money. Cái mảnh đất này. That is why I'm hungry to farm here. I know, so be careful, you know, snake. The snake is not so bad already. Okay. Mấy ông này ổng làm rừng rú mà ổng mang mặc đồ khơi khơi mình cũng lo quá. Chuyến này là chuyến sau là chị Nhung có gửi mấy đôi ủng qua đó là cho hai ông này. Cái bác trồng khóm là bây giờ không có muốn liên hệ tới nhà Ni Nhím nữa. Thành ra là không có cho bác ấy được rồi. Bác ổng không chịu quay phim nữa. Nói chung là từ vụ giờ thì mo tới giờ hơi dẹp đi. Sao ông cả ổng làm mà ổng đeo. Lĩnh kỉnh, lĩnh kỉnh. Anh ai học khúc rây xưa. Ổng đeo tai nghe. Trời ơi trời. Ừ. Bây giờ chú Nonso
làm cho cái hai cái bàn cao rồi. Do do what are you doing? Ôi ôi, ông đu giỏi chưa? Phụ bắt phụ gom cỏ lại. Anh biết rát you go with fire. À. Tính ra kêu ông cạp về ăn cơm mà thấy làm thấy xôm tụ quá. Ôi ôi con Út kìa. Ông Út không tài lanh gì đó chứ mà không cho ông làm không chịu đâu. Ôi ôi. You're doing well, you're still my can I'm say? Do it fast fast nào. Xin đời xin remain đen nhiều nhiều nè đâu. Xin. Ừ, con dữ rồi nè. Mấy ổng khoái làm chung với cha lắm. Đa phần người dân ở đây người ta không có chú trọng nông nghiệp. Một phần là do 6 tháng mùa mưa, 6 tháng mùa khô, cái vụ nước tưới là cả vấn đề rồi. Ví dụ như là 6 tháng mùa khô không có trồng được, cái cỏ nó mọc tùm. Tới 6 tháng mùa mưa là phải làm cỏ một lượt, xong rồi mới trồng. Trồng xong cái bắt đầu thu hoạch hết, cái cỏ nó lên mọc tiếp. Nói chung là làm đợt nào là làm cỏ đợt đó, mà cỏ bự bự không, thành ra là người ta lười, người ta không có làm. Còn cái mảnh đất này là ông cạp ông đốt bao nhiêu lần rồi mà không có trồng gì hết trơn. Kiểu đốt cỏ thành tro thành phân, thành ra là bây giờ nguyên miếng đất nó đen thùi lùi luôn. Hồi năm rồi là ông bị đau chân, ông không có trồng trọt nhiều được. Năm nay là ông quyết tâm ông làm. Rồi ông Nonso là lính làm bảo vệ của ông. Bữa mà Nhiếm kêu tới để mà làm cái đường nước cho nhà Nhiếm thì nghe ý kiểu ông cạp vậy thì khoái đu theo luôn. I got you like eat that flower. This one? The flower. Flower of that banana. I will take it for you. Abi banana or? This one that is Cameroon. The Cameroon plantain. Should I bring it? Yes, yeah, we can Africa eat it. You get and plate. Now our food. The flower. Gambo? And a leaf leaf. Bon Elia. And a leaf. With the western. With the throw. Cái loại chuối này không phải là chuối sim mà giống như là chuối dông vậy đó. Cái bắp nó không có bị đắng, còn chuối trái quạ với chuối già là đắng nhét à. Rồi, mình nhím được cái bắp chuối. Ngày mai làm gỏi bắp chuối dứt. Ông cạp, ông nói bữa bác nào hỏi làm mai cái ông... cái bé gì cái bé y phai như cái bé bữa tới nhà Nhiếm đó, ổng nói là bé đó thì ổng không chắc ăn, không biết là nhân phẩm nhân cách thế nào. Ổng nói có bác nào có chị em nào mà thích mấy người đứng đắn chút ổng giới thiệu cho ổng nên xô. Ổng nên xô thì ổng được cái là điềm đạm, nói chung là ổng làm gì ổng ăn nói cũng từ tốn, có văn minh hen. Ổng không có hồ lốn, nhưng mà ổng có ngặt một nỗi là ổng nhậu rất là nhiều. Ngoài giờ làm hay làm một mình ổng không có rủ ai nghe, nhưng mà nhậu rất là nhiều. Vụ gái gú thì khỏi sợ, tại vì ổng nhát gái. Hình như là cũng 34-35 tuổi rồi đó. Nhà mình ai thấy hợp. One more. Give you. I have why. Food now food. You give mommy. Give it to your mommy. For the other side. For the other side, we didn't know where you are. Đó, là bây giờ là còn một cái lùm này nữa là xong rồi đó, là xong được cái khoảnh này. Good evening. Chị đang đâu quý tụi chú chú? Đại ca gì đại ca cút đất thấy bà nội luôn. Còn đệ tử thì cứ đi lên đi xuống xách chai rượu. Không phải là lính con cạp đâu nghe, nhưng mà tại vì ở đây ai người ta cũng kêu ổng vậy á. Ôi ôi, ông Út ổng chạy kìa. Ông Út là quậy là chủ yếu thôi. Ở nhà bác chủ tịch tỉnh cho nước cho mấy đứa nó đi lấy đó, mà nó kiểu nó quậy quá, nó bẻ gãy cái vòi ống nước rồi, thành ra là không có nước nữa. Thì có mấy người ta đi xuống dưới nhà Nhiếm để người ta đẩy lên đó. Nhà Nhiếm thì ở túi kia thì xa. Ôi ông Út, có hai ông này cũng đỡ lắm ạ. Ừ. Ờ, ấn tờ.
chị Hoàng Hiền với chị gì ta, cũng chị Đăng Nguyên luôn, bữa chị Đăng Nguyên, chị Nguyễn Đăng, chị nào ở Cà Mau á, gửi cho mẹ Nhím hột giống á, là trong đó là có hộp bắp nếp, bắp nếp Việt Nam. Mẹ Nhím chưa trồng, mẹ Nhím đợi mấy ông này nè. Với chị Hoàng Hiền, mấy cái bắp của chị Hoàng Hiền là được 6 hột, ổng gieo được 4 cây. Trong đó là 3 cây có hột, còn 1 cây nó ra bông trễ quá, con mình ên nó thành ra, vô, stop, thành ra nó không có hột. Nhưng mà 3 cây là ổng gom cho cũng mấy trăm hột á, thì ổng sẽ trồng ở đây luôn. Mùa này là cứ một tuần mấy là sẽ có mưa một lần. Ví dụ như là ngày nào mà không mưa thì ông Nam Xô ổng kéo nước từ trong nhà của cậu ổng nè, cái nhà chà bá lửa nè, đó, ổng sẽ kéo nước từ trong đó ra, nhà Nhím sẽ đem ống tới. Rồi sẵn cái máy bơm nước của chị Hoa Hồng gửi đó, ông nội kia làm trận làm thượng trả lại, thì cộng viên cái máy nữa là 2 cái, là cho mấy ông này làm thử thả ga luôn, bơm thoải mái luôn. Như là mùa này mấy ông quyết tâm mấy ông tu thành chánh quả. 2 năm rồi là ông Cạp bị cái vụ cái lưng, tức dữ lắm, là không được tức dữ lắm. Chứ thường năm làm ổng trồng bắp là nhà Nhím ăn cả năm không hết, nhiều khi mới đem bán. Coi đó, con khỉ cà rỡn gì. Nhà mình đừng thấy ổng mặc quần tuột nghe, ổng mặc một cái quần ở trong, rồi ổng mặc thêm một cái quần dài, rồi ổng dứt thêm cái quần đùi ở ngoài nữa. Cái bao tay này coi bộ hỏng hợp ông non xô, thì nó chảy nước á, mang nó bị chảy nước. You welcome far from the night of Uncle Gia. Vô. Cái đất này nó đen thùi lùi luôn á, rất là tốt. Kiểu như là từ hồi mua tới giờ nhà Nhím không có trồng gì ở đây hết. Kiểu như ông cả ông tính ông để bán, kinh doanh. Mà giờ đường nó làm rộng quá rộng, thành ra là ông thấy giá đất đang lên thì ông ghim luôn, ông không bán. Thì mình thôi mình trồng luôn. Chứ nếu mình trồng mà mình bán là coi như mình bỏ lỗ. I think I have come. But we can still see road now. Maybe I will go and cook food straight away before you come back and eat. We who? Nonso can eat with them food? He will try today. Maybe I will fry egg for Nonso. If you cannot eat, you eat egg. You know what? Na Vietnam woman, he go marry. Yeah, Nonso go marry Vietnam woman. Yes? Yeah! What of your girlfriend? My girlfriend? No girlfriend. This one, no girlfriend. I tell you. No girlfriend. I go drink, I go sleep. Ok, nghe ông nói không? This one not a new girlfriend, something. Ok. Drink, go sleep. Ok, ông nói là không có bạn gái gì hết, ông chỉ uống xỉn thì vô ngủ thôi. Trời ơi, thôi em cũng sợ luôn. Giờ mình về mình sẽ làm mà. Chắc là mẹ Yến sẽ không luộc rau đâu, tại vì luộc rau sợ ông Nam Xô ăn quen á. Mẹ Yến sẽ xào tỏi hen. Vô. Let we go in, leave that there and do nè. I be. Then we go and arrange food if they come back they eat with us. Yeah. Go now, Dì Bảo Trân say your should go now. Yeah. Dì Bảo Trân wash it now. You will follow them, it's not already mosquito. For malaria prevention. Abi, Dì Bảo Trân let Dudu go on so. My gun say yeah, damn. Dì Bảo Trân say Dudu should go on so. You welcome. Send. Okay. Dudu, Dì Bảo Trân say you should go also. Abby, you go. You know why I will call Dì Bảo Trân now. Hai ông báo này dạo này sợ Dì Bảo Trân dữ lắm. Láo Cạp thì giờ nhận thêm má Thu Nhật. Má Nhật Thu chứ không phải Thu Nhật nữa. Tại vì em đọc theo tin nít. Rồi má Hoa Hồng có ổng nữa. Em cũng sợ ổng luôn. Mà ở châu Phi này cũng nhiều má lắm nha. Mấy bác mà họ bữa ổng cho đèn rồi kia là cũng má không đó. Yes. Okay, rendang phan nè. Yeah, we are preparing it. Okay, what you farm here? Cassava. Cassava, yeah. Cassava. Yes. You see our guy from there too. Yes, I saw him. He went on so. Well done. Đây cũng là lính của ông Cạp nghe, anh này cũng là bảo vệ luôn. Anh rất là giỏi luôn. Một mình ổng này sẽ làm nguyên miếng. I be on this thing now, your farm. Yes. Ồ, một mình ổng nguyên miếng chà bá lửa gấp 2 lần hai ông kia luôn. Mặt ông này cũng giỏi lắm. Hình như mình thấy mấy người đây mà người ta kiểu như con một hay là con cả là người ta rất là giỏi. Good evening, sir. He's fine. What do you mean?
Yeah, boss very well. Okay. Mm-hmm. Come from. Correct. This is how Africa used to carry something. Yeah. They use their head very strong and carry like that. Người đây nói chung là người ta rất là dễ thương. Cái bác làm trồng khóm hôm bữa cũng dễ thương nữa. Nhưng mà kiểu ông bị giật dây đốt đít sao đó. Thành ra là ông mới vậy. Bữa nay cái vàng mướp của mẹ Nhiếm nó bị cái khổ qua lấn át quá trời luôn. Nè mình thấy không? Nó trổ bông rồi nè. À, bữa nay thì mẹ Nhiếm sẽ hái một ít khổ qua để luộc với rau. À, rồi sẵn mẹ Nhiếm qua ngày mai mẹ Nhiếm sẽ kêu ông Cạp dọn cái vườn này luôn. Kiểu như nó có trái chín rồi. Hả? Nhà mình thấy không? Mấy trái vàng vàng trên đó đó. Nó chín hết trơn rồi. Nhiều lắm. Thì mình để làm giống được. Còn mẹ Nhiếm là đã mệt mỏi khổ qua rồi. Cho nên là mình sẽ hái mấy trái để luộc ăn chập cuối. Ngộ ghê hen. Mỗi lần mà mình có cái loại gì ở nhà là mình không có thèm nó nữa. Còn mà cái lúc mà nó chưa có trái thì nó thèm gần chết. Không mà hổng em ăn thì mệt mỏi luôn. Thì đợt này hái đợt cuối xong là mẹ Nhiếm sẽ dọn cái vườn khổ qua luôn. Để làm phơi khô uống, lấy nước uống kiểu như trà khổ qua. Quá trời nó đặc nghẹt luôn. Mình không còn thấy đường, không còn thấy trái ở đâu luôn. Thì bữa nay mẹ Nhiếm sẽ hái hết tất cả những trái mà mẹ Nhiếm nhắm là có thể ăn được. Nhiều dữ lắm, mình không có sót được đâu. Ủa sao không thấy trái nào thòng xuống trần? Đây nè, quá trời luôn. Ủa, nó thòng xuống nè. Nhiều lắm luôn. Nhà này chỉ có một mình Nhiếm ăn khổ qua thôi. Mấy ổng không ai ăn, mấy ổng chê đắng. Trời ơi, nó mọc sen mấy cái gì bí à. Mấy cái gì bí tàu bay. Cái gì? Bí dĩa bay. Nó bị khổ qua lấn át luôn. Khổ qua nó chín hết trơn luôn. Trái nhỏ nó cũng chín. Nhiều quá rồi. Cái này mình nhớ sẽ kêu ông Cạp ông chặt. Sẵn bây giờ đang hái rau mình bà tám chút xíu. Nhà mình ai mà mỏi lỗ tai quá có thể tua qua hen. Tại vì hôm qua có mấy khán giả hỏi mẹ Nhiếm là sao không chỉnh đốn rồi răng đi ông Cạp về cái cách ăn mặc đầu tóc đồ này kia của ổng. Thật ra đó thì đối với mẹ Nhiếm á, nếu như mà mẹ Nhiếm đang ngồi ăn với ông Cạp đi mà ông đi dính cộng hành vô răng hay là ông đi ra ngoài đường mà ông mặc quần mà ông quên cái ông rít đi nhưng mà có quần trong nghe, thì em cũng không chỉnh luôn. Đừng nói chi tới những cái chuyện lặt vặt như là quần áo rồi tóc này kia. Đối với mẹ Nhiếm, cái tình yêu thương, cái lòng tôn trọng đối với ông Cạp nó nhiều hơn là những cái quy định lặt vặt, những cái mà em cho là lẻ tẻ đó. Mặc dù khán giả nó lộn thộn quá rồi, xấu chàng hổ ai, mình chỉnh ổng như vậy thì để cho người ta không có cười ổng cũng là cách giúp đỡ ổng. Không. Đối với em là thí dụ như ổng làm cái gì đó mà nó không hợp, mà nó hư hỏng thế nào đó, thì cứ để xã hội giả vô mặt ổng, cứ để người ta chê bai chửi bới ổng. Còn riêng em, bất cứ lúc nào em ở gần ổng là em luôn luôn muốn thể hiện cái sự tôn trọng tuyệt đối đối với cái quyền của ổng. Ổng muốn làm gì ổng làm, em luôn luôn là đứng kế bên ổng. Ví dụ mình khen không được thì thôi mình im, mình không có chê. Hoặc là những cái chuyện mà nó quá sức, ví dụ như ổng chạy xe ẩu đi, thì một lần thứ hai ông kêu anh chở em đi chỗ này trên kia, mình nói hụi em cũng khoái chỗ đó ăn ngon á, mà tao nói mỗi lần lên á ông chạy xe hả là tôi xanh mặt luôn, tí điều ói ra mặt xanh là quên luôn đồ ăn luôn đó, thành thôi không dám đi đâu đó. Thì ổng sẽ tự ổng điều chỉnh, như mình thể hiện cho ổng là cái việc anh làm đó nó ảnh hưởng tới em, nó khiến em buồn, nó khiến em không được vui. Chứ mình không có cằn nhằn hay là lên xe ui anh chạy chỗ này đi, ui sao lái kỳ vậy, ui anh đụng ta này, không có. Mấy chuyện đó là mẹ Nhiếm học được từ cái web 5 ngày đó. Anh đúng, em đúng, nhưng mà chúng ta không hạnh phúc. Cho nên thôi, những cái việc mà nó cảm thấy nó không có ảnh hưởng tới người khác quá, chỉ là cái xấu hổ, cái bẻ mặt của ổng thôi, thì cứ để tự thiên hạ giả ổng. Chừng nào ổng mệt mỏi ổng chạy về thôi. Chứ mẹ Nhiếm sẽ không bao giờ tự giả ổng đâu. Ví dụ nhà mình có thấy khó chịu, phản cảm gì thì em cũng đành chịu thôi. Em luôn luôn muốn là cái mối quan hệ cuộc hôn nhân của em là khi nào, bất cứ khi nào ổng gần em là ổng đều cảm thấy thoải mái nhất, tự do nhất, cảm thấy luôn luôn được ủng hộ nhất. Chứ không phải là phải gần một người mà cứ so đo xét nét mình. Thì đến nỗi mà đàn ông mà người ta ra ngoài đường, người ta tranh giành, chửi bới nhau, giành giật kiếm tiền về nuôi vợ nuôi con, mà về nhà còn gặp bà vợ cứ hỏi ra xét nét, thì mấy ông sẽ làm sao? Sẽ chán, ổng có muốn về.
là cứ đi nhậu nhẹt đồ với bạn bè là thoải mái bù khú suốt. Còn mà ông nghĩ à, trời ơi, ra ngoài đường người ta chửi bới, người ta chê bai mình, thôi về nhà đi, có vợ có con vui vẻ, ai ai cũng thương yêu ủng hộ mình, thì lúc nào ông cũng ở nhà đó. Nhà mình thấy ông Cạp á, ông ra đường đầu gấu vậy chứ về nhà như con nít vậy đó, lúc nào cũng quấn quýt. Nói chung là mình ăn mình rất là yên tâm luôn, mình rửa nước mình rửa sơ sơ thôi là được, không có cần rửa kỹ luôn á. Nhiều khi mẹ nhím kêu ông Cạp ổng tưới á, cái ổng tưới ổng thấy mấy cái rau xà lách tươi quá cái ổng thèm quá, công hái ổng ăn khao không gì luôn, ổng không thèm đợi luôn. Trời ơi, tưởng đâu cái mồng tơi này ít mà hái con cây mà nó đầy nhóc tay luôn rồi. Cái này chắc mẹ nhím hái một cây thôi, kiểu độn vô. Bữa nay mẹ nhím sẽ làm rau luộc thập cẩm hen, luộc thập cẩm nhiều quá, có một cây thôi mà nhiều quá. Cái kinh nghiệm của mẹ nhím cho mấy bác mà trồng rau mà tay nghề kém như mẹ nhím á, là mình chăm sóc nó như là em bé vậy đó. Với mình trồng mấy cái loại dễ dễ thôi, đừng trồng mấy cái loại mà khó quá. Như bữa chị Hoàng Hiền gửi là có cái cải ca le nghe, trời ơi trần thân chị ải luôn, gieo mấy chục cây giờ còn được có 2 cây mà chưa ăn được nữa, trong khi là mấy cái này ăn được hết trơn rồi nè. Rồi mẹ nhím hái có 2 cái mồng tơi thôi mà đủ ăn rồi. Nghe mình coi, một bó mồng tơi nè, rồi bây giờ bông mướp nè, đó, rau dền, cải xanh, mồng tơi, đó. Vậy là được một dĩa rau thập cẩm kìa hen, vừa mát mà vừa bổ nữa. Từ hồi mà có khu vườn này là nhà nhím ăn rau thoải mái luôn. Food is on top there. You hear the smell of egg. You hear the smell of egg. That's over. Yo, what is your problem? What is that? Nonsense. Two of you should go for that put the water on. Bữa nay nhà nhím ăn một bữa cơm toàn là món Việt Nam không luôn. Đó. Khổ qua xào trứng. Hồi nãy mình nấu là đã chĩa hết mớ rồi, em nhịn không có nổi. Rồi nước tương ớt, nước tương dầm ớt vô thôi. Một cái món thương nhớ của những người xa quê. Cá mòi, cái này là cá mòi của má của ông Cạp, má Nhật Thu. Má Thu Nhật đó. Trời nói mà chảy nước miếng. Rồi rau xào, rau này là mẹ nhím nghe lời mấy cô là luộc trước xào, thành ra nó giữ được màu xanh xào từ chiều tới giờ đó. Rồi, sợ ông Nonso với ông Cạp ăn món gì không quen, thành ra là mẹ nhím chiên cho ông 2 cái trứng, mỗi ông một cái trứng theo kiểu của người châu Phi, tức là người ta quậy hành ớt rồi vô xong cái người ta đổ vô người ta chiên ha. Đó, làm mâm cơm ngày hôm nay chỉ có thế thôi. Rồi cái nước mà nãy mẹ nhím trụng rau sơ đó là mẹ nhím nêm, lát nữa mẹ nhím sẽ uống một mình. Ở dưới ăn báo thôi, mấy ông này không quen ăn canh. Em đúng miếng ở cực ở đây, em đợi mấy ông này tới thèm dữ lắm. Hồi nãy em xào khổ qua là em dứt một mớ rồi. No, so don't worry too much. Half egg, you can eat rye and egg. I mean, you cannot eat. It's okay. All of them fine. Ah, yes, sir. It look delicious. Today you test that vegetable in this our farm now. This one you plug there. No, so just tell for me now that tomorrow you will try to arrange small garden like this our own bag. I tell him no need to suffer for bag. Now it's raining time. You can farm direct. That's why today him need to test the vegetable so that him will know how the thing tastes. Don't test this one because this one is bitter lemon. Why you gonna test? You know if you will like it. Okay. Lemon. Is that one raw plenty there? I can okay. Have it now. It's among the. You for high sugar. For high sugar. High sugar person, it reduces high sugar. Okay. Just if the seed is among the ones I gave him. Bless this food in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Very delicious. Very, very delicious. My pastor, this one, ngon lắm. Say ngon lắm, ngon. Ngon lắm. Rồi, em bỏ tài cứ ngon không? Ngon lắm. Bring for uncle the frog. Spoon. Bring for uncle the frog so that uncle you do. 1 hour, I never chop anything.
Okay. 1 hour, 1 hour, I never eat. 1 hour, is he the hungry? He's there with food, but he's very hungry. I see him. I wash hand now. See him now, him you confident. You don't sabia. Yeah. Bữa nay bị nhiễm sợ mấy ông ăn thành rau luộc không mặn miệng, cho nên là đổi thành rau xào tỏi. Mà quên là hồi nãy hái có mấy cái cọng mồng tơi, không biết là mồng tơi xào tỏi có sao không. Thấy mấy ông ăn thấy ngon miệng quá. Ăn cái mồng tơi này nhớ là chị Phương Nguyễn đó, người đầu tiên gửi hạt giống cho mẹ nhiễm luôn. Cái hạt mồng tơi này là cái giống F2 đó, là hồi trước là mẹ nhiễm gieo đợt 1 rồi, xong mình lấy giống lại gieo đợt này, và còn một mớ để dành nữa. Để từ từ mẹ nhiễm sẽ tập cho mấy người này ăn, tại vì bên này người ta cũng rất là thích những cái loại rau nhớt nhớt gì đó. Bữa nay cho mẹ nhiễm cắt clip ở đây đi, em thèm, em chịu hết nổi rồi. Nãy giờ ngồi nuốt miếng, thèm ba cái khổ qua xào trứng á. Hẹn gặp nhầm ở tập tiếp theo hen.